Ngày 11 tháng 8, đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã xác minh được lai lịch chiếc tàu đánh cá xảy ra vụ việc, 3 ngư dân bị đánh tới chấn thương, đồng thời đã giải cứu đưa cả 3 người bị thương vào điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang. 3 người bị đánh trên tàu cá có chung hoàn cảnh là thất nghiệp, khó tìm việc làm nên đã thông qua môi giới nhận lời xuống tàu đi biển. Trước khi đi, mỗi người được cho mượn 2-3 triệu đồng để lại gia đình, tiền lương tùy theo sản lượng đánh bắt cá. Tại bệnh viện, nạn nhân T, 41 tuổi, ngụ Kiên Giang kể, cách đây khoảng 2 tuần, anh có nhờ người đi trên tàu lấy áo mưa để mặc do trời đêm mưa lạnh. Không những không được cho áo mưa mà anh T còn bị đánh tới gãy xương cẳng tay phải. Nạn nhân thứ hai bị đánh là anh C, 39 tuổi, quê Bến Tre. Anh C cho biết mình chưa từng đi biển nên chịu đựng sóng gió không nổi. Nhiều lần trong lúc làm việc trên tàu cá thì bị đuối sức. Mỗi lần như vậy, anh đều bị một người trên tàu tên Mỹ dùng cây gỗ đánh vào đầu, vai. 2-3 người khác cùng phe với người tên Mỹ cũng đánh anh. Khi vào Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang cấp cứu, nơi này chụp CT cắt lớp cho thấy anh C bị tụ máu não vùng thái dương phải. Hiện sức khỏe anh đã hồi phục dần. Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang, kết quả xác minh bước đầu cho thấy vụ việc đánh đập ngư dân xảy ra và được quay clip vào ngày 27 tháng 7. Clip này sau đó được lén chuyển về cho người thân các nạn nhân để cầu cứu.